Thưa quý vị, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, chính thức có hiệu lực tại Việt Nam. Đồng nghĩa với việc mở ra thị trường mới mà lâu nay mức thuế nhập khẩu đồ gỗ từ Việt Nam còn khá cao như là Canada, Mexico hay là Peru. Tuy nhiên thì bên cạnh những cơ hội, Việt Nam cũng đang có nguy cơ trở thành nơi tiếp tay cho các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện các hành vi trục lợi về xuất xứ hàng hóa để lẩn tránh thuế quan vào các nước đối tác, nhất là trong bối cảnh xung đột thương mại vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay. Nguyên liệu gỗ cung ứng cho toàn chuỗi sản xuất của doanh nghiệp này đều có nguồn gốc từ gỗ rừng trồng đạt tiêu chuẩn quốc tế FSC. Cũng nhờ đó mà uy tín của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao trong lòng các đối tác nhập khẩu đến từ nhiều quốc gia. Đây cũng là cách làm để doanh nghiệp đón đầu cơ hội xuất khẩu khi một số hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam đã và đang đàm phán có hiệu lực. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất lúc này là nguy cơ dịch chuyển đầu tư từ khối doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam nhằm cạnh tranh không lành mạnh về xuất xứ hàng hóa. Những cái doanh nghiệp mà người ta chỉ dùng những cái xuất xứ từ Việt Nam như là một cái biện pháp để né tránh cái xuất xứ từ Trung Quốc, tôi nghĩ rằng là đây là vấn đề rất là khó khăn và rất là cấp bách. Bởi vì nếu như mà không giải quyết cái vấn đề này trong một cái thời gian ngắn trước mắt ấy, thì những cái biện pháp sau này chúng ta đưa ra nó sẽ là rất là muộn. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, sự lo lắng của các doanh nghiệp trong nước thời gian qua và đặc biệt là thời điểm này hoàn toàn có cơ sở. Bởi theo thống kê, hiện cả nước đang có khoảng 700 doanh nghiệp gỗ và chế biến gỗ có vốn đầu tư nước ngoài FDI, trong đó 60% doanh nghiệp FDI này đều đến từ Trung Quốc. Cái đáng lo ngại nhất là cái dịch chuyển của người Trung Quốc vào thị trường Việt Nam đối với đồ gỗ. Cái thứ hai, cũng có một cái lý nữa, hiện nay chúng tôi cũng đang xem xét cân nhắc và cũng đã có hiện tượng. Tức là họ dịch chuyển cái nhà máy của các nước ở Thái Lan, ở Malaysia hay là các nước khác hoặc Việt Nam để lên xuất khẩu đi. Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có nhiều văn bản gửi các địa phương, đồng thời cũng đã gửi kiến nghị tới Chính phủ về vấn đề kiểm soát đầu tư từ nước ngoài vào lĩnh vực này. Trong đó lưu ý chỉ cấp phép cho các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, làm ăn bài bản và lâu dài nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của ngành. Chúng tôi đã trình Thủ tướng là đề nghị các địa phương phải quản lý chặt chẽ, giám sát chặt chẽ cái việc mà đầu tư của nước ngoài. Trong đó lưu ý là chỉ những cái doanh nghiệp nào có sử dụng nguồn nguyên liệu ở trong nước Việt Nam. Cái thứ hai là các cái doanh nghiệp mà phải đảm bảo là sản xuất tinh chế. Đó. Cái thứ ba là các cơ sở sản xuất đó là phải đảm bảo về thân thiện với môi trường, chứ không phải vì bằng mọi giá. Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu 9,3 tỷ đô la Mỹ gỗ và các sản phẩm lâm sản. Năm 2019 và các năm tiếp theo, ngành hàng này được nhận định là có cơ hội rất lớn để nâng cao kim ngạch xuất khẩu do hưởng lợi từ các hiệp định thương mại thế hệ mới mà Việt Nam tham gia, trong đó có hiệp định CPTPP. Để tận dụng được cơ hội này, ngoài sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thì việc kiểm soát đầu tư vào ngành này nhằm tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng của các cơ quan chức năng cũng là nhiệm vụ cần được quan tâm hàng đầu.